Vâng, xin kính chào quý khách. Hôm nay đang buổi chiều ngày 13 tháng 11 năm 2017, Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị chiếc tủ áo bằng gỗ vụn mẫu chân quỳ hoa lan tây, hàng cửa đặc cấp được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của bác Thanh, bác ở Quốc Oai, Hà Nội. Bác Thanh đã về ký duyệt chiếc tủ này ngày hôm qua, thì hôm nay chúng tôi mới có dịp quay lên. Và ngoài chiếc tủ này ra thì bác Thanh còn một chiếc bàn phấn và một chiếc kệ tivi, thì đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện ở phía bên kia nên là chưa thể quay cùng một lúc được, cho nên là mong quý khách thông cảm. Đây, tôi sẽ quay giới thiệu chiếc tủ áo gỗ vụ này, mẫu hoa lan tây, chân quỳ hoa lan tây này là hàng rất chi là đẹp và kiểu dáng rất chi là mềm mại và uyển chuyển. Đấy, chiếc tủ áo này thì chúng tôi là làm có kích thước 1m93 thôi, làm nhỏ hơn so với hàng thông thường. Đấy, theo cái không gian địa hình của gia đình rất đẹp, rất chi là dày dặn. Và ngoài ra chúng tôi còn một chiếc nữa của chú Bàn ở Hà Nội, chúng tôi cũng đã làm một chiếc của chú Bàn ở Hà Nội. Và đây là chiếc vũ khí của bác Thanh, rất đẹp và làm hàng đẹp dày dặn từ trong ra ngoài. Đó, quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Một gỗ chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã kích thước của loại gỗ. Bên này Thành Luân chúng tôi cũng đang còn trưng bày rất nhiều các cái mẫu tủ áo, ví dụ như đây là tủ áo bằng gỗ cẩm lai chọn vân đặc sắc, được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở thành phố Nha Trang, Anh Toàn Nha Trang. Đây là chiếc giường vò trà mai rất đẹp. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Chúng tôi xin tạm dừng video clip tại đây. Còn rất nhiều công việc trong ngày hôm nay. Thành Luân chúng tôi.